vào 20:30 tối nay ngày 22 tháng 6 tại quán Polygon trên đường Cát Linh, Hà Nội sẽ diễn ra mini show đầu tiên sau đúng 100 ngày nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập qua đời. Theo thông tin từ ban tổ chức, chỉ sau 1 giờ mở bán, từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 15 tháng 6, toàn bộ vé đã được khán giả mua hết. Giải đáp về việc cháy vé, guitar Trần Tuấn Hùng, thành viên ban nhạc Bức Tường cho biết chương trình chỉ được tổ chức ở một quán bar nhạc rock, không đủ chỗ cho tất cả những người hâm mộ, không đủ chỗ cho những bạn bè yêu mến, không đủ thời lượng cho tất cả các bài hát yêu thích và nhất là Bức Tường, không đủ thành viên cho do thiếu đi thủ lĩnh của mình. Nhưng các thành viên của nhóm vẫn muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa dành tặng cho vị thủ lĩnh và gia đình anh. Lý do chọn quán bar nhạc rock có quy mô nhỏ mà không tổ chức đêm nhạc tại sân khấu lớn như Cung Việt Show hay nhà hát lớn là do quán bar này là một sân khấu ấm cúng, thân thuộc với Trần Lập, nơi đã từng chứng kiến những kỷ niệm buồn vui của Bức Tường. Sân khấu này cũng là nơi Trần Lập luôn nghĩ tới đầu tiên khi tổ chức mini show cho ban nhạc khi anh còn sống.